đây nha, tôi cái cây lục vừng này trước tôi có uốn định hình nó một lần anh em, mà tôi thấy cái đoạn này cái đội nó nặng cái đầu quá, nó thô, tôi đục cho nó thành cái dáng quái thế này. Cái cành này mà mình uốn thế này thì nó bình thường quá, tiếp tục uốn tôi gặp nó lại anh em, tạo thành một cây hơi kỳ kỳ một xíu. Cành này được, nó cho ghi để cành này thì phế cành này đi, phế cành này đi, hoặc là mình để cành này thì phế hai cành này đi, tí nghiên cứu dần anh em. Đây, cành này là nó cái thân nên làm ngọn, cái này vắt đây làm phông, đây là cái con tử nó bay về, mấy cái mầm nhỏ này cắt ngắn xuống để cho nó vẫn để nó một xíu cho nó kéo sẹo chỗ này anh em. Vừa nãy cắt cái mầm này đi sai lầm, đúng là để cho nó kéo cái sẹo này. Bây giờ tôi uống cái này anh em xem cho vui nhá.